Đồ gỗ thời anh Tiến xin chào tất cả mọi người và các bạn. Thì quay trở lại với video của đồ gỗ anh Tiến chúng tôi. Thì hôm nay là buổi sáng của ngày 22 tháng 7 âm lịch năm 2022. Thì trước mặt mọi người đây là một chiếc án gian thờ gỗ hương đỏ chân 12, có kích thước chiều dài là 1m97, chiều rộng 107 và chiều cao 1m27. Mẫu đục là rơi chắp bông hoa. Mẫu đục là rơi chắp bông hoa chân 12. Thì sản phẩm này bên đồ gỗ anh Tiến chúng tôi làm cho anh Tuân ở trong thành phố Ninh Bình, đặt hàng bên cơ sở gỗ chúng tôi. Thì với hình thức là chân 12 và vai dày là vai dày 6 phân, vai dày 6 phân, và khuôn tranh 4 phân, vá 1 phân rưỡi, yếm dạ 4 phân, được làm rất là chắc chắn và kiên cố nha mọi người. Thì đây bên là ngang của nó, mặt tiền của nó thì bên dưới em đục cái dạ tiền, đây là cái yếm tiền nha. Gồm có 3 con rơi, mọi người có thể nhìn 3 con rơi và 2 bông hoa. Thì 3 con rơi là cắn vào những chữ thọ như mọi người. Còn bên trên thì em vẫn đục 2 con rồng hóa trầu cá chép phúc lộc thọ, rất là đẹp luôn. Còn về phần cổ mặt thì em đục 2 con rồng hóa trầu cuốn thư ở cái án gian thờ này, nhìn bên ngoài rất là đẹp nha mọi người, chắc chắn kiên cố dày dặn, bán thì 1 phân rưỡi đây, thì nói chung là rất là chắc chắn luôn. Thờ đỉnh đồng và mọi thứ trên bàn thờ là ok, 3 mặt đều đẹp như nhau nha mọi người. Và nước sơn thì đồ gỗ đến nhà em làm rất là kỹ luôn, bóng bẩy và đẹp, nhìn gỗ nhìn nó rất là thật, nhìn rất là đẹp. Đây, tổng qua một cái bàn thờ này thì em xin báo giá công khai chiếc bàn thờ này với giá là 16 triệu nha mọi người. Ai có nhu cầu liên hệ cho em, số điện thoại là 0964 262 226 và tin tức em tình. Cảm ơn mọi người theo dõi video clip này.